Chiều qua, Chính phủ Ý cùng với Trường Đại học Y Dược Huế và các đối tác Ý đã tổ chức lễ tưởng niệm và trao huân chương ngôi sao Ý cho cố bác sĩ Carlo Urbani. Tham dự buổi lễ về phía Chính phủ Ý có ông Antonio Alessandro, đại sứ nước Cộng hòa Ý tại Việt Nam, lãnh đạo Trường Đại học Y Dược. Tham dự trực tuyến có đại diện Tổ chức Y tế Thế giới và phu nhân của cố bác sĩ Carlo Urbani. Bác sĩ Carlo Urbani là một bác sĩ xuất chúng người Ý và là một chuyên gia y tế của Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam. Ông là người đầu tiên ghi nhận những trường hợp đầu tiên của căn bệnh truyền nhiễm hoàn toàn mới, sau này được đặt tên là hội chứng hô hấp cấp tính nặng SARS và đã cướp đi sinh mạng của bác sĩ Carlo Urbani. Để ghi nhận và tri ân sự hy sinh anh dũng của bác sĩ Carlo Urbani, Chính phủ Ý đã quyết định tài trợ cho dự án Carlo Urbani tập trung vào nâng cao năng lực giám sát dịch tễ học, chẩn đoán và điều trị suy hô hấp cấp và các bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái phát khác tại Việt Nam, được thực hiện từ năm 2007 đến năm 2012. Buổi lễ phong thưởng hiệp sĩ cho bác sĩ Carlo Urbani là dịp tôn vinh những cống hiến to lớn và sự hy sinh cao cả của cố bác sĩ Carlo Urbani trong phát hiện, xác định và ứng phó nhanh chóng các bệnh mới nổi, đóng góp vào an ninh sức khỏe toàn cầu. Cuối thập niên 1990, Trường Đại học Y Dược Đại học Huế bắt đầu thiết lập các quan hệ hợp tác với các đại học và các bệnh viện đại học tại Cộng hòa Ý. Một quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Y Dược Đại học Huế và Đại học Sassari đã được nâng lên một tầm cao mới khi dự án xây dựng trung tâm Carlo Urbani do Chính phủ Ý tài trợ tập trung vào xây dựng năng lực giám sát dịch tễ, chẩn đoán và điều trị bệnh suy hô hấp cấp và các bệnh nhiễm trùng mới nổi và tái nổi tại Việt Nam. Những kết quả đạt được đã phát huy tối đa hiệu quả trong 2 năm đại dịch COVID-19 vừa qua.